Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Ở video trước, tôi đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về danh sách các chức năng sẽ xây dựng trong project quản lý sinh viên với JavaScript. Qua đó, tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn những kiến thức cần để các bạn có thể nắm được và có thể thực hiện cái project này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho project này. Cụ thể là chúng ta sẽ đi xây dựng form thông tin sinh viên. Đó. Để làm được điều này, chúng ta sẽ thực hiện nó ngay bây giờ. Đầu tiên, tôi sẽ mở thư mục lên và tôi sẽ tạo ra một thư mục là quản lý sinh viên như thế này. Sau đó, tôi sẽ tạo ra một cái form. Thì tôi sẽ mở Suplantech lên và tôi sẽ add cái thư mục quản lý sinh viên vào. Đó, thì các bạn nên sử dụng Suplantech và các bạn add nó vào project như thế này để các bạn quản lý các file ở bên tay trái này, nó dễ dàng hơn. Đó, tôi sẽ tạo ra một file là index.html. Ok, sau đó tôi sẽ tạo ra một file CSS sẽ chứa toàn bộ file CSS của project và tôi sẽ tạo ra một file JS sẽ chứa toàn bộ các file JS của project. Lúc này tôi sẽ quay trở lại file index và tôi sẽ tạo cấu trúc trang như thế này. Và tôi để một cái tiêu đề là quản lý sinh viên với JavaScript như thế này. Ok, thì mục tiêu ở video này chúng ta chỉ cần xây dựng form và xử lý validate form trước đã. Thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ tạo ra một file style CSS để chúng ta CSS cho cái form của chúng ta. .css. Đó. Và chúng ta sẽ tạo ra một file JS để chúng ta thực hiện công việc validate form và xử lý form. Thì đây tôi sẽ để là Steven.css. Sau đó tôi sẽ nhúng file CSS vào trong trang của chúng ta như sau. Đó. Và tôi để là CSS. Tên file của chúng ta là style. CSS. Tiếp theo tôi sẽ nhúng script, tôi sẽ nhúng file student.js vào, nó sẽ nằm trong thư mục JS và file là student.js như thế này. Ok, vậy là tôi đã nhúng được cái form này lên. Tôi chạy trang này lên như sau. Đó, thì trang của chúng ta vẫn chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi xây dựng form. Thì đầu tiên tôi sẽ tạo ra một cái thẻ là file set như thế này. Đó, và tôi sẽ có một cái thẻ là field như thế này. Ở trong đây tôi sẽ ghi là thông tin sinh viên. Sinh viên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy như thế này. Đó, và tôi sẽ có các thông tin sinh viên ở đây. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng thẻ label. Thì các bạn quay trở lại bài trước, chúng ta xem là sinh viên của chúng ta bao gồm những thông tin gì. Thì các bạn vào đây, các bạn thấy là sinh viên của chúng ta nó có các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ và giới tính. Đó, thì đây là cấu trúc form của chúng ta. Chúng ta sẽ đi tạo ra một cái cấu trúc form như thế này. Và ở bên này sẽ là phần danh sách sinh viên. Có lẽ là tôi sẽ sử dụng thẻ div. Ở đây tôi sẽ dùng thẻ div. Đó. Và tôi sẽ sử dụng thẻ div ở đây. Thẻ div này tôi để class là form student như thế này. Đó. Và tôi sẽ có danh sách các thông tin. Đầu tiên là họ tên. Và tên tôi sẽ sử dụng tiếng Việt. Và chúng ta sẽ có input với tag là text như thế này. Nên tôi sẽ để là tôi sẽ không dùng name mà tôi sẽ dùng ID là full name. Đó. Và tôi sẽ có một thẻ br xuống dòng. Tôi sẽ copy các input khác cho nhanh. Đó. Tiếp theo là địa chỉ email. Tiếp theo là số điện thoại. Tiếp theo nữa đó là địa chỉ
quê quán ạ. Và cuối cùng tôi có một cái input là giới tính. Giới tính và kiểu của giới tính sẽ là radio. Nó sẽ cho chúng ta chọn. Thì tôi sẽ có giới tính nam. Tôi để ID như thế này. Và value tôi quy định là 1, giống như chúng ta quy định ở đây. Giới tính nam thì là 1, nữ thì là 2. Thì value của input tương ứng sẽ là 1 và 2 như thế này. Thì đây tôi sẽ để là nam. Và giới tính nữ tôi sẽ để là nữ như thế này. Và value của nó sẽ là 2. Và các bạn nhớ là đối với input radio thì name của nó phải giống nhau. Tôi để là gender. Đây, name của nó sẽ phải giống nhau như thế này. Đó, tôi chạy cái form này lên. Đây, tôi để là H3 như thế này. Tôi chạy cái form của chúng ta lên. Tôi load lại. Đó thì chúng ta có được cái thông tin form sinh viên như thế này. Bây giờ tôi sẽ đi CSS cho cái form này. Đầu tiên tôi sẽ reset cho toàn trang. Sẽ là padding 0 pixel và margin 0 pixel. Đây. Đó. Tiếp theo tôi sẽ validate vào cái thẻ đi có class là sport student như thế này. Tôi sẽ set width cho nó khoảng 500-600 pixel đi. 500 pixel. Và tôi để border 1 pixel solid có màu này. Đây, tôi sẽ hiển thị nó lên. Đây chính là form sinh viên của chúng ta. Đó, và tôi sẽ để margin khoảng 25 pixel. Đó, cách 4 chiều là 25 pixel. Và tôi để padding cho nó 10 pixel như thế này. Ok, tiếp đến tôi sẽ validate cho thẻ H3 ở bên trong. Thì chúng ta sẽ có là padding tôi sẽ set nó bằng 0 để cho nó đỡ tạo ra những khoảng cách thừa như này. Đây. Và tại sao chúng ta có một khoảng cách khá lớn như thế này? Thì chúng ta sẽ là margin top của thằng H3 không pixel như thế này. Đó. Ok, tôi sẽ định nghĩa vào thẻ label. Từ form này tôi sẽ định nghĩa vào label. Với độ rộng tôi để là khoảng 150 pixel. Float length. Đó. Ok, có thể cho nhỏ hơn thì các bạn. Để khoảng 100 thôi. Đó, sau đó tôi sẽ định nghĩa đến các input. Thì tôi sẽ để là margin bottom 10 pixel như thế này. Tôi set the width cho các input là 200 pixel như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ loại bỏ những input mà là radio. Thì làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ? Thì chúng ta sẽ lấy ra những input là text thôi. Giả sử như vậy. Chúng ta sẽ tiếp theo như thế này. Đó. Đó thì cái radio này không bị ảnh hưởng gì. Và chúng ta sẽ padding. Padding như thế này. Để cho cái input nó rộng rộng lên một chút. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái form sinh viên. Tuy nhiên thì các bạn thấy là chúng ta đang thiếu một cái button. Đó là button set. Chúng ta quay trở lại đây. Enter xuống. Chúng ta sẽ tạo ra một cái button set. Chúng ta có label nhưng lúc này không cần nội dung nữa. Để các bạn có thể để một khoảng trắng như thế này. Sau đó tôi sẽ có một cái button. Và đây là lưu lại. Đó, như thế này. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái button này. Chúng ta cũng CSS cho cả cái button này tương tự như vậy. Đó. Và cũng sẽ để button này.
chạy là như thế này. Ok, các bạn hoàn toàn có thể thêm một cái BR nữa để cho nó xuống ra, nhìn cho nó tạo ra một khoảng cách rõ ràng đây, kiểu như vậy. Hoặc là các bạn CSS riêng cho thằng button như thế này, tạo ra một cái khoảng cách ở phía trên nó là margin 15 pixel. Đó thì nhìn nó dễ nhìn hơn. Ok, bây giờ tôi sẽ phải tạo ra cái danh sách ở bên tay phải này, giống như màn hình mà chúng ta đã định nghĩa. Đây, danh sách user như thế này. Chúng ta sẽ tạo giao diện tĩnh ra trước. Thì tôi sẽ có một cái thẻ div ở đây. Đó, tôi sẽ tạo ra cái form gọi là lead student. Thì trong đây đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng một cái table. Table của chúng ta có độ rộng là khoảng 600 và có border, và chúng ta có border một cell spacing 0 và cell padding tôi để bằng 0 như thế này. Và trên này chúng ta sẽ có tr, cái td đầu tiên là id, số thứ tự, cái thứ hai tôi để là họ tên và tên, cái thứ ba tôi sẽ để là email. Cái thứ tư tôi sẽ để là điện thoại. Cái thứ năm tôi sẽ để là địa chỉ. Cái thứ sáu tôi sẽ để là hành động, thêm sửa xóa hay gì đó đấy. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái list này, và tôi muốn cái list này nó sẽ nằm ngang hàng ở trên này, thì tôi chỉ cần float left cái list user này là chúng ta sẽ được kết quả như mong muốn. Thì tôi sẽ định nghĩa nó vào đây luôn, cái list là list user, chúng ta sẽ float left đây. Ok, chúng ta đã được kết quả này, nhưng các bạn thấy là nó đang chưa float left, tại vì ở đây chúng ta đang chưa sử dụng float left. Đây, chúng ta sẽ quay trở lại đây. Đó, nhưng các bạn thấy là cái kia của chúng ta nó chỉ 500. Chúng ta sẽ override cái width của nó như thế này, định nghĩa lại và set width riêng ở dưới này 650 pixel cho thoải mái. Đó, và tôi cũng sẽ có thẻ H3 ở trên để tôi thể hiện đây là danh sách user. Là danh sách thành viên, à sinh viên, sorry các bạn, sinh viên như thế này. Thì lúc này chúng ta đang có hai phần rõ rệt như thế này, đó là danh sách sinh viên. Thì cái H3 này nó sẽ, tôi sẽ vì có một thẻ H3 tôi để như thế này luôn, cho nó được, cho nó apply chung. Ok, vậy là chúng ta đã có được form và có được cái danh sách như thế này. Bây giờ việc tiếp theo của chúng ta cần đó là chúng ta đi thực hiện validate form này. Tôi định làm validate ở form validate form luôn cùng video này, nhưng tôi sợ là nó sẽ hơi dài, thế nên ở video này chắc là tôi sẽ dừng lại tại đây để các bạn có thể dựng được cái form sinh viên và danh sách sinh viên này lên như thế này trước. Sau đó ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công việc validate form ở đây, thì người dùng nhấn lưu đó, thì chúng ta sẽ làm từng bước như vậy thì các bạn sẽ dễ làm hơn, dễ thở hơn. Ok, tôi sẽ dừng video này tại đây. Các bạn hãy subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để có thể đón nhận những video mới nhất từ Suntech Việt Nam. Bây giờ hãy thực hiện nó ở trên máy của mình. Hãy xây dựng một cái form sinh viên như thế này và danh sách sinh viên như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công việc validate form ở buổi sau. Xin chào và hẹn gặp lại.